cuối tuần nấu 5 món chè vừa ngon mát lại dễ làm để giải nhiệt ngày hè nắng nóng. Mùa hè mà được thưởng thức các món chè thơm ngon, thanh mát này thì còn gì bằng nhỉ? 1. Chè khốc bạch, nguyên liệu nấu chè khốc bác. Kem tươi 200ml, sữa tươi 200ml, gelatin bột 20g, đường 50g, chiết xuất vani 1 thìa cà phê, muỗng cà phê, nhãn hoặc vải 20 trái, hạnh nhân lát 30g, hạt chia 15g, đường phèn 100g, lá dứa tươi 5 lá, tạo màu hoa đậu biếc, bột trà xanh. Cách nấu chè khúc bạch ngon. Bước 1, làm phần thạch, ngâm gelatin với 80ml nước lọc, khuấy đều và ngâm nửa 15 phút. Hòa tan hỗn hợp gồm whipping cream, sữa tươi, đường. Nấu hỗn hợp whipping cream đã chuẩn bị trên lửa nhỏ cho đến khi nước ấm ấm không đun sôi. Tắt bếp và đổ bột gelatin đã ngâm nở và chiết xuất vani vào, khuấy nhẹ để tất cả các nguyên liệu được hòa tan toàn bộ vào nhau. Lọc qua dây và đổ vào khuôn. Đây là thạch màu trắng, tạo màu thạch xanh nước biển. Thêm hoa đậu biếc vào nồi hỗn hợp vừa đun xong, khuấy đều, để 10 phút. Sau đó vớt hoa ra, lọc qua dây và đổ vào khuôn. Ta được phần thạch màu xanh nước biển. Sao tạo màu thạch xanh lá? Hòa tan bột trà xanh với 10ml nước ấm, đổ vào nồi hỗn hợp, khuấy tan và đổ ra khuôn. Phần thạch màu xanh lá. Để hỗn hợp thạch khúc bạch nguội và cho vào tủ lạnh làm đông ít nhất 3 tiếng. Để càng lâu thạch càng dai hơn. Bước 2, phần nước đường. Đun hỗn hợp đường và khoảng 1 lít nước lọc. Lá dứa đã được rửa sạch, đun sôi, sau đó tắt bếp, để nguội. Bóc vải hoặc nhãn, lấy bỏ hạt, ngâm với phần nước đường vừa đun, để ngăn mát tủ lạnh. Rang thơm hạnh nhân với lửa nhỏ, ngâm hạt chia vào nước ấm khoảng 15 phút. Trình bày món chè khúc bạch. Cắt thạch khúc bạch đã được làm đông thành những miếng hình vuông vừa ăn. Cho đều từng phần thạch, nước đường, ngâm, hạt chia, hạnh nhân rang vào bát để thưởng thức. Cho thêm hoa quả tùy thích, cho thêm đá cho mát thêm nữa nhé. 2. Chè khoai dẻo. Nguyên liệu 250g khoai lang tím, 250g khoai môn, 200g bí đỏ, 750g bột sắn dây, 100g đường. Cách làm: khoai lang tím, khoai môn, bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt các nguyên liệu thành các miếng nhỏ. Đun sôi nồi nước, cho 3 nguyên liệu vào hấp chín. Sau khi hấp chín, cho riêng từng nguyên liệu ra bát, chia đều đường cho vào các bát, trộn đều cho đường tan hết. Sau khi để nguội, cho 3 loại nguyên liệu vào túi ni lông rồi dùng tay bóp nhuyễn. Chia bột sắn thành 3 phần, mỗi phần 250g. Cho bột sắn dây vào các bát khoai lang tím, khoai môn và bí đỏ bóp nhuyễn riêng biệt. Thêm một lượng nước thích hợp để nhào thành các khối bột có độ mềm vừa phải. Lưu ý cho nước từ từ, tránh cho các phần bột bị nhão. Lấy một phần bột nhỏ ra, nhào rồi vê thành một dải dài rồi cắt thành từng viên nhỏ cỡ 1cm. Sau khi cắt xong, cả 3 loại bột nên bọc lại bằng màng bọc thực phẩm để tránh bị khô. Chuẩn bị một cái chậu lớn, cho những miếng bột đã cắt vào trong chậu và rắc một lớp bột mì mỏng, lắc đều lòng chảo để những viên bột được phủ một lớp bột mì mỏng để chống dính. Bạn muốn nấu bao nhiêu viên khoai thì nấu, còn không hết thì cất vào ngăn đá để bảo quản. Khi nấu các viên khoai cần chuẩn bị một chậu nước đá, nếu không có nước đá bạn có thể đun nước lạnh. Đầu tiên bạn đun sôi nước, cho các viên khoai, bí vào, nấu cho đến khi các viên bột nổi lên và tiếp tục nấu trong 1 phút. Sau đó vớt ra, thả ngay vào chậu nước đá hoặc nước lạnh để khoai dẻo hơn. Khi ăn chè khoai dẻo, bạn có thể cho thêm nước cốt dừa đun với chút nước, khuấy thêm ít bột năng cho nước cốt dừa hơi sệt bột bảng đã luộc chín. Sau đó thêm đá viên rồi thưởng thức. 3. Chè đậu xanh trân châu. Nguyên liệu: đậu xanh, đường kính, vani, bột năng, dừa, lá dứa. Cách làm: bước 1, nấu đậu xanh. Đậu xanh vo sạch, ngâm nước trong khoảng thời gian 2-3 tiếng. Trong khi ngâm có thấy những hạt đậu nổi lên, đó là những hạt hỏng, lép nên vớt ra bỏ đi. Vớt đỗ ra rửa sạch, sau đó cho vào nồi đổ nước ngập đỗ, lượng nước nhiều hay ít là do sở thích ăn đặc hay loãng của bạn. Đun sôi và để nhỏ lửa cho đến khi đậu xanh chín. Khi đậu xanh đã chín mềm và cạn bớt nước,
Bạn cho đường và một chút hương vani vào rồi dùng muôi khuấy đều. Dùng muôi hoặc phới đánh đều tay cho đến khi đậu xanh sánh lại và đặc sệt. Tuy nhiên, nếu ngại bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay đậu khi đậu vừa chín tới, sau đó cho đậu vào đun tiếp và đánh thêm vài phút cho nhuyễn và chín mềm. Với món chè đậu xanh này, bạn đánh đậu xanh càng nhuyễn mịn thì ăn sẽ càng ngon. Bước 2. Nấu nước cốt dừa. Đem cùi dừa cắt nhỏ hoặc có thể dùng nạo để nạo cho nhỏ cùi dừa. Sau khi đã cắt nhỏ cùi dừa xong, bạn cho vào máy xay cùng nước dừa, nước sôi để nguội xay nhuyễn. Sau khi xay xong, dùng dây hoặc vải sạch lọc để thu lấy nước cốt, loại bỏ xác dừa. Cho nước cốt dừa vào nồi rồi đun trên lửa nhỏ đến khi sôi. Bạn cho thêm chút muối, chút đường vào, khuấy đều rồi tắt bếp là hoàn thành. Nếu thích vị béo ngậy có thể cho thêm kem whipping cream và chút sữa đặc, chan lên chè sẽ thơm ngon hơn. Bước 3. Cách làm trân châu. Dừa, bột năng cho ra bát to. Đun, nước sôi, đổ từ từ vào phần bột năng, vừa cho nước sôi vừa dùng muỗng đánh đều cho một phần bột nửa sống nửa chín. Lúc bột nóng, các bạn đeo găng tay và nhào thật kỹ để bột nhuyễn mịn, lúc này bột sẽ rất dẻo và trong trạng thái nửa sống nửa chín. Lưu ý, bắt buộc phải nhào bột năng bằng nước sôi thì mới nhào được bột thành dạng bột dẻo nửa sống nửa chín để làm trân châu nhé. Dùng bột năng còn đang nóng dẻo, dàn mỏng cho nhân dừa vào và vê tròn. Đun sôi một nồi nước, cho trân châu vào luộc trong lửa vừa khoảng 5-7 phút tùy viên trân châu to hay bé. Khi trân châu nổi lên, các bạn chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh, vớt trân châu thả ngay vào bát nước lạnh cho trân châu trong và săn lại. Gạch nối, trân châu lá dứa làm tương tự, thay nước sôi bằng nước lá xay lá dứa, bỏ bã. Thưởng thức, khi ăn, mốc đậu xanh ra bát, thêm trân châu, thạch đen, bột bảng, đá xay, rồi dưới cốt dừa lên. Rắc dừa nạo rồi thưởng thức. 4. Chè đỗ đen cốt dừa. Nguyên liệu, một chén đậu đen, 1,5 lít nước, bạn có thể thêm nước nếu thích ăn chè nhiều nước, 200-250 g đường nâu, 2 lá dứa. Phần nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa bằng 400 ml, 1,5 muỗng cà phê tinh bột bắc hòa chung 50 ml nước lạnh, 30 g đường, 100 ml nước lạnh. Cách làm, đậu đen rửa sạch, ngâm qua đêm. Sau đó cho vào nồi cùng với nước cộng chút muối và lá dứa, bắc lên bếp nấu lửa vừa. Trong khi nấu hất bỏ bột. Khi hạt đậu chín mềm cần phải mềm và bùi thì cho đường vào nấu thêm 10 phút cho đậu ngấm đường. Cố gắng quan sát nồi chè có lượng nước không quá lỏng thì mới ngon. Cho hết phần nước cốt dừa cộng nước lạnh cộng đường vào nồi hòa tan, bắc lên bếp nấu với lửa nhỏ. Khi nước dừa sôi thì cho chén bột bắc vào khuấy đều, tạo độ sánh là tắt bếp để nguội. Chè đậu đen cho ra ly, tiếp đến là đá đập nhỏ. Cuối cùng chan nước cốt dừa, cho thêm dừa non và đậu phụng rang giã nhỏ nếu thích. Chè mít, nguyên liệu, một lon mít, bạn có thể dùng mít tươi, vài múi sầu riêng nếu có, 150 g bột năng, 20 g đường, 1/3 muỗng nước hoa bưởi, bạn có thể dùng vani, một muỗng cà phê tinh dầu lá dứa, hoặc dùng lá dứa tươi ép lấy nước, 80-100 ml nước sôi hoặc nhiều hay ít hơn, nguyên liệu này không cố định. Phần nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa, 400 ml, 100 g đường, một chút xíu muối, 100 ml nước, một chút xíu muối. Cách nấu chè mít. Bước 1. Nấu cốt dừa. Nước, đường và muối cho vào nồi hòa tan, bắc lên bếp nấu sôi với lửa thấp. Khi đường tan thì cho nước cốt dừa vào khuấy đều, nấu thêm 2-3 phút là tắt bếp. Để nguội. Bước 2. Nấu bột. Cho bột năng, đường vào một cái âu trộn đều. Sau đó cho nước hoa bưởi, tinh dầu lá dứa rồi từ từ cho nước sôi, bắt buộc vào. Mang bao tay nồi một lúc là bột mịn mềm, rất dẻo nhưng không dính tay. Lưu ý, cần đổ từ từ nước để tránh trường hợp cho nhiều nước vào quá làm bột bị nhão. Nếu ít nước quá thì có thể thêm cán bột thành miếng mỏng, rồi cắt sợi dài hay ngắn tùy ý. Chú ý, nếu bột hơi dính khi cắt thì bạn cứ rắc chút bột năng để chống dính. Bước 3. Luộc bột. Nấu một nồi nước, khi nước sôi, cho các sợi bột năng vào luộc với lửa vừa. Khi thấy các sợi bột nổi lên, tiếp tục luộc thêm vài phút nữa trước khi vớt ra cho vào âu nước đá lạnh. Cách này giúp các sợi bột trong nhìn đẹp hơn. Trình bày, cho ít sợi bột năng,
đã luộc vào ly, tiếp đến là đá, sau đó cho mít thái sợi và sầu riêng vào. Cuối cùng chan nước cốt dừa, rắc ít dừa khô là hoàn tất món chè mít. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về cuối tuần nấu 5 món chè vừa ngon mát lại dễ làm để giải nhiệt ngày hè nắng nóng. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo, và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.